6 cách làm tan mỡ bụng trên và dưới nhanh nhất cho nam nữ tại nhà. Béo bụng không chỉ gây nguy hại tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng rất lớn về mặt thẩm mỹ, nhất là phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, anh chị em cũng không nên quá lo lắng, chỉ bằng áp dụng một trong các cách làm tan mỡ bụng trên và dưới nhanh nhất cho cả nam và nữ dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn như ý. 1. Cách làm tan mỡ bụng dưới nhanh nhất bằng mật nạ chanh. Bạn có thể đắp chanh lên vùng bụng để làm giảm mỡ. Những dưỡng chất từ chanh sẽ thẩm thấu vào da, đánh tan mỡ thừa và giúp vòng eo của bạn thon gọn hơn, da bụng mềm mại, trắng sáng hơn. Cách làm tan mỡ bụng nhanh nhất bằng chanh rất đơn giản. Cách thực hiện: bạn chỉ cần cắt chanh thành những lát thật mỏng, lần lượt đắp lên toàn bộ da bụng. Nằm thư giãn sau khoảng 20 phút thì bạn bỏ hết các lát chanh, dùng tay xoa bụng nhẹ nhàng để làm tan mỡ bụng nhanh nhất. Chú ý nên thực hiện cách này từ 1 đến 2 lần trên tuần để mang lại hiệu quả giảm mỡ như ý. Hiệu quả giảm mỡ: tinh dầu chanh sẽ thẩm thấu vào trong da, kết hợp với động tác massage nhẹ nhàng sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng. 2. Cách làm tan mỡ bụng tại nhà hiệu quả bằng rượu gừng. Trong gừng có chứa chất oxy giúp tăng độ pH của dạ dày, có khả năng làm giảm mỡ bụng và giảm lượng cholesterol. Đặc biệt khi ngâm cùng rượu, tác dụng của gừng còn phát huy mạnh mẽ hơn. Để thực hiện cách làm tan mỡ bụng tại nhà bằng rượu gừng, bạn cần chuẩn bị 1 lít rượu trắng khoảng 45-50 độ và 1kg gừng. Cách thực hiện làm tan mỡ bụng bằng gừng: bạn mang gừng gọt vỏ, giã nhỏ rồi ngâm với rượu trắng, cho vào bình, đậy thật kỹ và sau 1 tháng là có thể dùng được. Sau 1 tháng, bạn lấy hỗn hợp này đắp lên bụng và massage từ 15-20 phút hàng ngày. Tiếp đó thì lấy khăn ướt lau sạch. Nên thực hiện 2-3 lần trên tuần để mang lại hiệu quả giảm mỡ cao. Hiệu quả giảm mỡ: kiên trì thực hiện sau 1-2 tháng, bạn có thể giảm được từ 7-10cm vòng eo. 3. Cách đánh tan mỡ bụng dưới bằng dầu dừa. Cách thực hiện: vệ sinh sạch sẽ vùng da bụng và lau khô, rồi lấy 4 giọt dầu dừa ra lòng bàn tay và tiến hành massage quanh vùng bụng. Đầu tiên, bạn dùng 2 ngón tay ấn từ rốn qua hai bên hông để kích thích các huyệt đạo. Sau đó, bạn lấy rốn làm tâm rồi dùng tay xoa đều lan rộng theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Hiệu quả giảm mỡ: dầu dừa thẩm thấu qua da, đóng vai trò như chất dẫn xuất, hỗ trợ đốt cháy calo tự nhiên một cách nhanh chóng. Bạn sẽ thấy vòng eo thon gọn đáng kể sau 3 tuần áp dụng. 4. Cách làm tiêu mỡ bụng nhanh nhất bằng muối rang. Cách thực hiện: cách làm tiêu mỡ bụng bằng muối rang thực hiện rất đơn giản mà bạn có thể áp dụng mỗi ngày. Bạn hãy chuẩn bị 20g muối hạt, đem rang thật nóng rồi bọc vào vải bông. Nên chọn chất vải thoáng khí nhưng đủ dày để tránh da bị tổn thương do nhiệt nóng. Thực hiện chườm túi muối rang lên bụng cho đến khi hơi nóng giảm dần, túi chườm nguội đi thì dừng lại. Hiệu quả giảm mỡ: áp dụng phương pháp giảm mỡ bụng bằng muối rang liên tục khoảng 4 tuần, bạn sẽ thấy ít nhiều chuyển biến. Đặc biệt với những bà mẹ sau sinh, cách này còn giúp làm mịn da hiệu quả đấy. 5. Cách làm tan mỡ bụng trên và dưới bằng nước nóng. Cách làm tan mỡ bụng trên và dưới bằng nước nóng là phương pháp giảm mỡ không cần vận động nhiều, khá hiệu quả và thích hợp đối với những bà mẹ sau sinh. Cách thực hiện: với phương pháp này, bạn chỉ cần dùng khăn bông quấn vào túi chườm nước nóng để không bị bỏng da và chườm lên bụng theo vòng tròn, thực hiện chườm trong khoảng 20 phút mỗi ngày. Hiệu quả giảm mỡ: cách này vừa giúp giảm cân hiệu quả và các động tác massage khi chườm trên bụng sẽ giúp cơ thể được thư thái hơn, khắc phục tình trạng stress, mệt mỏi. 6. Cách làm tan mỡ bụng trên hiệu quả bằng mật ong. Ngoài ra, bạn cũng có thể hòa nước chanh pha loãng với mật ong. Đây cũng là một trong những cách làm tan mỡ bụng nhanh chóng tại nhà. Cách thực hiện: lấy 1/2 quả chanh, vắt khoảng 300ml nước lọc. Cho thêm vào hỗn hợp đó 1-2 muỗng cà phê mật ong, khuấy đều và uống 2 cốc vào buổi sáng và tối. Hiệu quả giảm mỡ:
Chỉ bằng việc uống đều đặn nước chanh mật ong, bạn sẽ không chỉ giảm số đo vòng eo mà làn da cũng trở nên trắng hồng, mịn màng tự nhiên. Chúc các bạn thành công!